Các bạn đã quay trở lại với channel của đại lý phụ kiện. Hôm nay đại lý phụ kiện gửi đến các bạn một thiết bị vô cùng nhỏ gọn cho thay thế cho những thiết bị cồng kềnh có thể kết nối sóng wifi cho chiếc laptop, MacBook, PC có thương hiệu là Comfast, mã là CFWU815N. Đây là thiết bị wifi chuẩn N có tốc độ 150 Mbps. Sản phẩm có tiện dụng đó chính là có thể auto install driver mà không cần phải đĩa, tốc độ cực nhanh, sóng wifi cực khỏe, cũng như là quản lý cực đơn giản. Chuẩn là 2.4 18 decibel, có chuẩn là IE 802.11bgn, cái nội USB 2.0. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm, hàng thời gian bảo hành 12 tháng, vô cùng tiện dụng. Đây chỉ là phần hướng dẫn các bạn cách cài đặt, không có đĩa CD. Và có hỗ trợ thêm nắp để các bạn có thể mang di chuyển, tháo ra hoặc là cất đi, rất nhỏ gọn. Chỉ chưa bằng đầu ngón tay, các bạn nhìn thấy so sánh chưa bằng đầu ngón tay, rất nhỏ gọn. Đối với những dòng máy tính hiện nay không còn port phổ thông những chiếc ổ CD thì đây là sản phẩm mà giúp các bạn có thể hoàn toàn có thể tự cài đặt, cũng như là không cần liên quan, không cần phải quan tâm đến những chiếc ổ CD. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt rất đơn giản cho những thiết bị này. Đầu cáp được mạ Niken, các bạn có thể tham khảo thông số chi tiết sản phẩm tại đại lý phụ kiện.com.vn hoặc qua trực tiếp tại 72 Nguyễn Long Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944730444 để chúng tôi được hỗ trợ và tư vấn các bạn về chất lượng của sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.